chức nữ cao đánh giá tốt và đã giá hợp lý là môi trường tốt đạt chuẩn. Sau đây là top 5 nhà máy tốt nhất và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của một nhà máy hợp viện hợp pháp. Đây chúng tôi đang cung cấp một cho bạn một danh sách các nhà cung cấp top xưởng tốt nhất Việt Nam. Navahe, công ty trách nhiệm đầu tư AV là một trong những thương hiệu tóc tốt nhất được bán và trên khắp thế giới trong suốt 15 năm hoạt động, tổ chức luôn nỗ lực hết mình để mang lại sự hoàn hảo, trở thành một trong những công ty tóc tốt nhất tại Việt Nam. Ở đây có một số chuyên môn trong việc tạo trao đổi tóc thô thông thường, tóc trinh nữ và tóc của người châu Á với nhiều quốc gia trên hành tinh. Các mặt hàng của chúng tôi có phạm vi rộng, sắc thái về kích cỡ bề mặt luôn ở mức to lớn và có thể kết hợp rất tốt với các quy cô. Nếu bạn đang ở Việt Nam, Nam là một tóc nam được đặt tại Bắc Ninh và với văn phòng đại diện ngay tại Bắc Ninh. Nam Hay đã xây dựng thành công thương hiệu của mình trong quá trình tình hình căng thẳng trên trường toàn cầu với các đối tác đến từ nhiều quốc gia như Đức, Ukraine, Israel, Vương quốc Anh, Pháp, Brazil. Những năm trước với công nghệ kinh doanh tóc và thăm dò tóc công ty dệt nhất hiểu rõ các yêu cầu kinh doanh của khách hàng, tóm lại chi phí cho các mặt hàng tại Navahe có một cuộc cạnh tranh thực sự cao đối với các tổ chức, thời gian vận chuyển và chiến cơ bản nhanh chóng chọn mặt hàng gửi yêu cầu và xác nhận tất cả một hãng tóc tại Việt Nam. Tóc đẹp khác Beautiful Hair là một trong những nhà phân phối bán buôn chuyên cung cấp nhiều tông màu độ dày bề mặt khác nhau, có cụ thể nhà sản xuất tóc thô hoạt động trong việc cung cấp các sản phẩm tóc nối số lượng lớn. Khán giả khách hàng có thể chọn tóc số lượng lớn, tóc nối, tóc loạn, tóc ngang. Hơn nữa, tóc đẹp cũng cung cấp các mặt hàng tóc khác như tóc đuôi ngựa, tóc đuôi kẹp. Tìm cách có được một trong những nhà cung cấp tóc nổi bật Đông Nam Á, họ mong muốn mang lại mặt hàng tốt đến mọi quốc gia. Nhà máy tóc Việt Nam có mục đích trở thành một doanh nghiệp toàn cầu, là một trong những thương hiệu của con người. Ngoài ra, họ thành lập các chi nhánh ở nhiều quốc gia. Tóc sử dụng 100% là tóc Remy Vision Việt Nam. Họ xin nhất họ tận dụng mái tóc của phụ nữ Việt Nam vốn vô cùng mềm mại và mượt mà. Xưởng tóc tốt nhất Việt Nam Lean Hair, một địa chỉ bán buôn khác để tham khảo so sánh thương hiệu cũng tốt nhất. Họ cố gắng cung cấp phần mở rộng tóc lý tưởng cho các cửa hàng tóc, tiệm tóc trên thế giới. Hair Việt Nam là nhà cung cấp tóc uy tín của Việt Nam đã được giấy chứng nhận sản xuất ra nhiều tổ chức tóc. Họ có một vị trí vững chắc tóc người và luôn nỗ lực tìm kiếm tiện chất lượng tóc. Sau đó, nếu bạn hỏi tôi về danh sách nhà cung cấp tóc người Việt Nam, tôi sẽ giới thiệu Lean Hair Factory. Tất cả các nhân viên của họ đều có kiến thức về tóc nối. Lean Hair được thành lập cách đây vài năm là nhà máy hàng đầu Việt Nam hoạt động trong việc xuất khẩu tóc ra thị trường toàn cầu và các salon tóc Việt Nam. Họ liên tục cung cấp tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi để phát triển hơn. Họ làm việc với phương châm tai tiếng quý hơn mặt hàng, theo đó chúng tôi kiên trì nâng cao chất lượng mặt hàng để sức việc cùng tí tóc Việt Nam Hand and Hair. Nếu bạn có thắc mắc và muốn tìm hiểu thêm về tóc Việt Nam thì Miss Helen là một trong những chuyên gia của bạn kiếm câu trả lời. Tuy chỉ mới xuất hiện trong vài năm gần đây nhưng Hand and Hair đang gần khẳng định vị thế của mình trong ngành tóc. Hand and Hair mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tóc chất lượng cao nhất với giá cả hợp lý. Ngoài ra họ cũng nhận được nhiều lời khen ngợi về dịch vụ của nhà hàng tuyệt vời. Hand and Hair đa dạng về chất lượng, màu sắc mang đến cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng. Hand and Hair xứng đáng nằm trong top 5 nhà cung cấp và nhận được nhiều những phản hồi tích cực của khách hàng từ các nước như Nigeria, Mỹ, Anh, Pháp, Đức,
Israel, Brazil, Mexico, trên đây là những chia sẻ phân tích của tôi, sẽ tôi mong nhận được sự phản hồi của các bạn. Rồi 15. Ba nhà máy toán tốt nhất Việt Nam. Thời gian gần đây, siêu tóc Việt Nam khá nổi tiếng với những người yêu thích tóc, với mái tóc Việt gây chú ý bởi vì mặt thú vị đáng kinh ngạc của nó. Thật thú vị khi tìm hiểu về năm nhà máy tóc nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. Anh biết xong chưa? Để tiết kiệm thời gian và tiền bạc của bạn, không mua nhà hàng chất lượng tóc hiện tại, hoặc dành rất nhiều nỗ lực để khám phá các nhà cung cấp Việt Nam, chúng tôi sẽ cho bạn thấy một ở đây về chủ đề này. Tóc 5 tiêu chuẩn làm nên nhà máy tóc Việt Nam chất lượng tốt nhất. Nhà máy tóc Việt Nam phải có giấy phép kinh doanh. Một trong những rào cản lớn nhất để mua tóc trực tuyến là niềm tin. Toàn bộ quá trình mua hàng diễn ra trực tuyến, vì vậy niềm tin của thương hiệu mà bạn sẽ hợp tác là vô cùng quan trọng. Nếu mua tóc từ nhà cung cấp trực tuyến, bạn phải đảm bảo rằng đó là nhà cung cấp tóc đáng tin cậy, một xưởng tóc đáng tin cậy của Việt Nam. Nhà máy phải có quy mô và cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn. Không thực tế chỉ 10% các nhà cung cấp tóc là các nhà máy sản xuất tóc, 90% là các công ty thương mại và đánh dấu họ là nhà sản xuất tóc. Làm việc với các công ty thương mại không phải là một điều xấu. Nếu bạn là một khách hàng nhỏ thì bạn nên làm việc với các công ty thương mại, đôi khi lại mang nhiều lợi ích. Tuy nhiên, nếu bạn là khách hàng lớn, đơn hàng số lượng từ 10 kg trở lên, thì việc làm việc với công ty thương mại sẽ gây bất lợi cho doanh nghiệp của bạn. Để xác định xem bạn đang làm việc với một nhà máy hay với một công ty thương mại, hãy liên hệ và yêu cầu xem quy mô sản xuất và cơ sở vật chất của họ. Nếu nhà máy tóc Việt Nam phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Bộ Công Thương. Nếu đã đề cập ở trên, toàn bộ quy trình mua hàng của bạn phải diễn ra trực tuyến. Vì vậy, việc xác định độ tin cậy của nhà cung cấp tóc là vô cùng quan trọng. Một nhà cung cấp tóc đáng tin cậy không thể thiếu giấy chứng nhận kinh doanh. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết. Nhà máy tóc Việt Nam phải có nguồn nhân lực và chuyên gia tóc lành nghề. Tại các nhà máy tóc Việt Nam, chất lượng nguồn nhân lực ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm. Tay nghề thợ càng cao thì năng suất càng cao, sản phẩm càng đẹp. Chất lượng tất cả công nhân của các xưởng Việt Nam đều phải được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong ngành. Ngoài ra, các nhà máy Việt Nam cũng cần phải có đội ngũ chuyên gia về tóc để đánh giá chất lượng tiêu chuẩn. Nhà máy tóc Việt Nam phải có quy trình sản xuất và kiểm nguyên nghiêm ngặt. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, để tạo ra những sợi tóc nối chất lượng ổn định, dây chuyền sản xuất tại các nhà máy tóc Việt Nam phải có quy trình sản xuất chất lượng nghiêm ngặt. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm chất lượng luôn đồng nhất, chúng tôi đã xây dựng và triển khai hệ thống kiểm soát chất lượng hoàn hảo, với các mục tiêu giám sát đánh giá chất lượng riêng biệt từng bộ phận sản xuất, nghiên cứu văn phòng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt cho khách hàng.
5 nhà máy tóc tốt nhất Việt Nam. Tôi có một bài viết nói về danh sách những cấp tóc tốt nhất năm 20, nhưng bây giờ là năm 2022. Chúng tôi muốn kể tên một số nhà cung cấp tóc đã tiếp cận dựa trên các tiêu chuẩn về sản phẩm tóc tại Việt Nam.